Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Lại là tôi đây, Hoàng John Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là 9 giờ tối của ngày 22 tháng 11 năm 2021. Trong ngày hôm nay thì không biết có phải đây là một cái cú knock out một cái cú knock out đối với cái nó gọi rằng là phe chính nghĩa, nhưng đến một cái dòng chính nghĩa cũng không định nghĩa được, cũng không gạch ra được một cái dòng chính nghĩa. Chả lẽ là cái phe chính nghĩa nó lại là tối tăm mù mịt như thế hay không? Nó gọi rằng là cái đầu này não trạng, hay là cái mồm đi trước và cái này đi sau, đúng không? Chính nghĩa mà không gạch được một cái dòng nào, không mô tả được cái chính nghĩa của mình nó là cái gì. Kỳ lạ, các bác thấy kỳ lạ. Nó kỳ lạ nhưng nó lại là sự thật đấy. Dòng dã 8 tháng nay thì đành rằng khoảng 2-3 tháng, 4-5 tháng đầu thì ok. Nhưng mấy tháng sau mà đến mức độ rằng là vẫn còn nhiều người theo được thì tôi phải nói rằng là đến giờ phút này, những người nào mà nhân danh chính nghĩa, nhân danh gọi rằng là vì dân, nhân danh thế nọ, nhân danh thế kia mà theo phe của CEO Phương Hằng, để rồi từ đó có những cái nó gọi là rất khó có thể trả lời được. Một bác nhắn với tôi rằng là comment trên kênh là phải nói quá buồn về cái dân trí bây giờ. Nhưng không phải là tất cả, mà nó là một cái bộ phận lớn thôi. Một bộ phận cũng không phải lớn nhất, nhưng nó là cái bộ phận cũng không hề nhỏ. Mình nói thế nhất chính xác hơn. Bởi vì chả hiểu chính nghĩa của gì mà toàn là những cái điều phi nghĩa thôi. Và hôm nay các bác có thể thấy này, chúng ta điểm lại này. Từ cái bức thư gọi rằng là mạo phạm cái thứ linh tinh này, mà cậu Phan Phong thì cậu đã mô tả rất kỹ, rất rõ rồi. Các bác nào mà biết được cái bức thư mà gọi rằng là kinh khủng, gửi cho CEO Phương Hằng ca ngợi vân vân nọ kia, thì các bác hãy sang kênh của Phan Phong, Phan Phong TV, và các bác hãy coi. Rồi các bác có thể thấy rằng là phó chủ tịch nước của chị Doan này, cái quỹ này cũng bị chị lôi ra để mà nói này. Rồi các bác có thể thấy là bệnh viện Nhi này, bệnh viện Nhi Đồng 1 này, rồi là bệnh viện Y Dược này cũng bị lôi ra này, vân vân. Đấy là những cái thứ lớn thôi. Còn hôm nay ấy, nhà báo Hàn Ni gần như là tung ra một cú knock out. Cú knock out như thế nào nhé? Chúng ta chỉ cần đọc sơ qua cái tựa đề bài báo này thôi. Nha. Đây là bài báo ở trên tờ Thanh Niên, và nhà báo Hàn Ni đã trình báo khẩn cấp bà Nguyễn Phương Hằng bởi vì cái tội đe dọa giết người. Kinh không? Đây. Chiều 22 tháng 11 này, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni cho biết trong ngày bà đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Tân Thuận Đông về hành vi đe dọa giết người của bà Nguyễn Phương Hằng, tức là tổng giám đốc của công ty của khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Và phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh là PC02 thì đã tiếp nhận đơn trình báo cũng như là đề nghị được bảo vệ của Hàn Ni và vân vân. Đó. Và các bác thấy rằng là những cái hành vi từ cái việc live stream cho đến rằng là bà Phương Hằng cùng khoảng 20 người mò đến trụ sở của báo Sài Gòn Giải Phóng, thì một cái hành vi nó rất khó chấp nhận được. Một hành vi có thể nói là cực kỳ côn đồ. Thế mà bao nhiêu cùng quận con nhé, gieo lên bảo rằng là wow, sao lại tránh mặt, sao lại nọ kia vân vân. Ôi dồi ôi. Nhưng mà đợt ngược lại nhá, các quần quận con ạ. Nếu từng đấy người á, mà mò đến nhà của anh chị ấy, thì các anh chị chạy mất dép. Thì đừng nói là ra tiếp, xin lỗi. Rồi bảo rằng đúng quy trình pháp luật thì đúng nọ cũng kia. Xin lỗi các anh chị. Nghe nó được cười, nghe nó buồn cười lắm. Rồi trên livestream gọi là đe, rồi là tố cáo, rồi là đe dọa các thứ đủ kiểu. Đạo lý nào cho phép như thế? Văn hóa đất nước nào cho phép như thế? Hả các anh chị? Lớn rồi thì phải có suy nghĩ. Biết xem YouTube, biết còm, đặt một cái còm thì biết suy nghĩ. Làm ở đâu ra có cái chuyện đấy. Nhà báo Hàn Ni hôm nay là coi như là một cú vả đấy. Trong ngày thôi. Chứ còn đợt tới còn nhiều lắm. Trong cái câu chuyện mà nôm na từ đầu lại nhé. Tôi khẳng định với các bác rằng thứ nhất, chả quen biết gì nhà báo Hàn Ni. Đây tôi khẳng định quen. Chưa bao giờ nhắn tin gọi điện, chưa bao giờ gặp mặt. Thế nhưng cái câu chuyện nhà báo Hàn Ni
là CEO Phương Hằng phải cảm ơn cái cậu Nhâm Hoàng Khang, cái cậu á mà đã đứng ở trong song sau cái song sắt rồi á. Thì cậu ấy bắt đầu rằng là bảo rằng nhà báo Hàn Ni này là đứng sau một cái Facebook nào đó chuyện nói xấu. Thế rằng chị chưa cần biết thế nào, chị bắt đầu lôi Hàn Ni lên rủa xả từ cái việc rằng là buồn cười nhất là cái chuyện rằng là bảo là đĩ điếm. Thế nhưng mà lại lấy chính cái ảnh mà nhà báo Hàn Ni cùng với chồng của mình, chồng cũ hay là chồng bây giờ thì tôi không biết, nhưng mà với chồng của mình và đưa lên để báo rằng là đi nọ đi kia, trên đời này có quần quận con nào là bị người khác lấy ảnh của mình với người yêu mình hoặc là vợ của mình mà tung lên mạng rồi sau đó nói rằng là ông này bà này là đi cặp bồ, có họa thần kinh. Riêng cái chi tiết đấy đã thấy rằng là cái thông tin của chị ấy thật quá vớ vẩn. Chưa kể rằng tôi đã phân tích rất rõ từ 102030 tỷ số nghiêng về CEO Phương Hằng, nghiêng về nhà báo Hàn Ni, thì đến bây giờ các bác có thể thấy đấy, người ta trên đời này không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có nhiều quyền, nhưng người ta hành xử đúng mực, hành xử theo đúng lẽ phải và hành xử đúng theo pháp luật thì người ta sẽ thắng. Bởi vì nếu chị của các ông thắng, CEO Phương Hằng thắng, thì có nghĩa rằng là cái gì? Có nghĩa rằng là cái sự chà đạp pháp luật nó thắng cuộc. Nó là cái sự vô văn hóa nó thắng cuộc. Cái sự vu khống nó thắng cuộc. Đồng tiền nó thắng cuộc. Có đúng không? Vậy thì xã hội nào người ta cần cái điều đó? Chính nghĩa nào cần cái điều đó? Nhân dân đất nước nào cần cái điều đó? Thì xin phiền các anh chị trả lời giúp tôi xem. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện mà công khai đe dọa người khác ở trên mạng, phải nói rằng là miễn bình luận. Còn bây giờ nhiều khi cũng chán nói với cái đội quần quận con này rồi. Và các bác là thế. Xin chào các bác nha. Dạ. Tôi và anh Dũng là người đóng góp, chồng tôi là quê miền Trung, chúng tôi đã đồng ý tài trợ cho miền Trung 200 tỷ tiền đường cơ sở hạ tầng tất cả mọi thứ để giúp người miền Trung. Mà tụi mày mở miệng ra tụi mày nói rằng là tao đi dành chén cơm tụi mày, mai mốt để cho bà Hằng làm. Được, nếu quý vị yêu tôi, quý vị thương tôi, quý vị hãy cùng với tôi đóng góp vào Hội Chữ Thập Đỏ, rồi Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, và tôi sẽ là người tiên phong bỏ vào trước để cho quý vị thấy rằng tôi chuyển khoản thật sự để tiên phong làm cái chuyện đó và những chuyện còn lại. Tôi và anh Dũng là người đóng góp, chồng tôi là quê miền Trung, chúng tôi đã đồng ý tài trợ cho miền Trung 200 tỷ tiền đường cơ sở hạ tầng tất cả mọi thứ để giúp người miền Trung. Mà tụi mày mở miệng ra tụi mày nói rằng là tao đi dành chén cơm tụi mày, mai mốt để cho bà Hằng làm. Được, nếu quý vị yêu tôi, quý vị thương tôi, quý vị hãy cùng với tôi đóng góp vào Hội Chữ Thập Đỏ, rồi Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, và tôi sẽ là người tiên phong bỏ vào trước để cho quý vị thấy rằng tôi chuyển khoản thật sự để tiên phong làm cái chuyện đó và những chuyện còn lại.